Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái clip này rửa con Yamaha L6 cho mấy bạn chiêm ngưỡng. Thấy không? Mình sẽ tranh thủ nhà không có ai hết, mình sẽ vô mình làm cái clip. Không biết có gì mình sẽ lấy cái đó mình làm. Không cần biết có quá chất, không cần biết phải có là dung dịch tẩy rửa xe, ok. Nước xà bông rửa chén hay là tất cả cái gì làm sạch được tất cả các thực phẩm trên xe là tốt hết. Come on, theo mình. Come on. Trước khi rửa máy này làm ơn kiếm cho mình hai bịch ni lông. Biết đi làm gì không? Chụp vô trong cái cần công tắc. Rửa thường thường mấy cái xe lớn, mấy cần công tắc này nó nhạy cảm lắm. Nhiều khi mình xịt nước trực tiếp vô nó dễ bị máy tắt không cùng miên điên. Nó mà sổ mũi thương hàng là máy này mệt à. Cái này lấy nữa mình lấy khăn ướt mình lau sao cũng được. Đừng có để tránh trường hợp mình xịt nước trực tiếp vô. Xe mình dàn điện đi lâu rồi nó không có ok đâu. Nó không có kính, thấy không? Che lại đây. Nói chung là tẩy thì không bao giờ thừa đâu ha, gọt tới nó cứng kính lại nha. Rồi xong xịt nước bao rầm luôn, mình tháo ra mình lấy khăn nước mình lau thôi. Chỗ nào sạch rồi thì rửa chỗ sạch nữa, chỗ nào chưa sạch thì rửa chỗ sạch. Mấy xe nhà mình xưa giờ rửa tàn phá xong bông rửa chén rồi, không có rửa mấy cái dung dịch giống như ngoài tiệm. Đa phần xe mình nhà mình rửa mình thấy cũng bình thường, đâu có cái hiện tượng ố màu sơn hay là ố đồ chơi gì đâu. Đi cát không à? Đổ đi. Này mấy này nhớ lưu ý mình rửa xe là mình rửa là từ dàn áo rửa xuống nha, chứ đừng có tránh giống như là mấy cái tiệm rửa xe mà lóc cốc lên ken ở ngoài. Mình đang nói tới mấy cái tiệm mà lóc cốc lên ken nha, là ở ngoài đó là họ hay dùng là xài chung một cái khăn á, rửa bắt đầu là rửa là quơ dàn chân dàn áo là quơ tán lạng hết. Còn đây mình rửa chỉ có mình mới cưng xe mình thôi. Thì là mình không có tiền mình mua ba cái dung dịch để rửa xịn, nhưng mà quan trọng là mình kỹ. Chứ cũng có nhiều người nói kêu rửa bằng cái ba cái xà bông rửa chén hay là ô môn. Nhà mình xưa rửa ô môn lum la chết chóc vậy đó. Kêu là ố màu sơn rồi thế này thế kia. Cái dàn áo này mình sơn cũng 2 năm rồi. Mình rửa tàn là ô mô với lại xà bông rửa chén. Chứ xe mình đi hoài, rửa ngoài cứ gần 20-30 ngàn. Mà vấn đề là không có thời gian đi rửa. Dù mấy anh em rửa nhà chịu khó né mấy dàn dây điện được ra, đừng có xịt trực tiếp lên mấy dàn dây điện là được. Rửa mình chịu khó mình rửa từ cái phần ở trên dàn áo, rửa mấy phần đồ chơi trên dàn áo được chứ.
Rồi xong hết rồi, nó hơi long nha. Rau thả ướt rồi khác thịt nhỏ. Nhưng mà đừng cho nước trực tiếp vô đây rồi. Hãy nhớ giữ lại mấy hậu long nha. Biết chưa? Đừng còn rách, lần sau đừng có thịt này nữa. Em ăn thích. Ở nhà mấy bạn nào mà có máy bơm thì mua còn hơi cả 50 ngàn mà giảm thịt chó. Còn không có thì mấy bạn mình hỏi. Hết buổi trưa với em nó rửa mà từ lúc mưa cho tới lúc nắng, bây giờ chuẩn bị chuyển mưa luôn rồi, giờ mới xong. Thì đa phần là mấy xe ở nhà mình là cứ có cái gì là mình chơi cái đó, từ khăn, xô, chậu, xà bông, ao mô mình cũng chơi luôn. Nói chung là thì có nhiều chỗ người ta sử dụng bằng cái chuyên dụng thì cũng ok tốt, nhưng mà mình rửa ở nhà thì cũng bằng những cái vật liệu ở nhà mình, rửa chén rồi này nọ thôi, thì nó cũng không có vấn đề gì. Thì anh em nào kỹ thì mua cái dung dịch đó rửa ở nhà, còn nếu mà không kỹ giống như mình á thì cứ xài giống như mình thôi, nhanh gọn lẹ tiện lợi. Rồi mấy ba anh em, chúc anh em ngày chủ nhật vui vẻ, nhớ subscribe kênh của mình nha.